vợ chồng con lục đục là do chúng con sai. Con xin bố mẹ cho chúng con được ở lại nhà. Con đã nói thế, bố cũng không truy cứu nữa. Nhưng còn mảnh đất, hai đứa tính thế nào? Lúc nào thuận tiện con sẽ tính, nếu không con bán. Là bố hỏi thế thôi, chứ hai đứa cứ tính kỹ đi, thấy đúng thì làm. Vợ chồng sống với nhau thì phải biết thương yêu nhau, con hiểu không? Vâng ạ. Chứ đừng có làm trò cười cho con cái. Ông đang tự nói ông đấy à? Bà có bao giờ để cho tôi yên đâu. Thế đã bao giờ ông chịu nhịn tôi đến một lần chưa hả? Tôi dạy con thế thôi. Chứ với tôi ấy, một điều nhịn, chín điều nhục. Tôi chả đi guốc vào bụng ông rồi. Bà đi guốc vào rồi, bà lội ra bằng lối nào? Ông... Bà đừng tỏ ra nguy hiểm. Đã như thế, từ bây giờ ông tự mà đi chợ lấy, tự mà nấu ăn lấy. Tôi ứ thèm nấu hộ ông nữa. Này, đó là hai việc hoàn toàn khác hẳn nhau đi nhá. Sao em lại nói với bố mẹ như vậy? Cái gì em cũng tự quyết định, không hỏi ý kiến anh là sao? Em không muốn bố mẹ vì mình mà phải bận tâm. Hơn nữa mình đâu có nhiều tiền, mua nhà không dễ. Có thật là như vậy không? Ngay từ đầu em đâu thiết tha gì chuyện nhà cửa. Đúng là không thể nào mà chịu nổi. Nếu anh cảm thấy không chịu được, anh có thể ra ngoài ở riêng. Cái gì cơ? Em vừa nói cái gì? Có thật là em muốn như vậy không? Anh xuống dưới nhà thì bảo thằng Đạt lên đi ngủ đi, muộn rồi đấy. Này, uống được nữa không đấy? Uống đi, 100% nhá. Cuộc đời tôi sao nó lại khốn khổ khốn nạn thế hả ông? Sống mà nhục nhã như thế này thì còn sống làm gì nữa? Sao ông bi quan thế? Như tôi đấy, còn chưa chán đời thì thôi. Nhà cửa thì không có, vợ thì chưa có tiền cưới, công việc thì bấp bênh. Trong khi đấy bạn bè nó thành đạt hết rồi, thế mà tôi còn chưa than vãn gì. Còn ông, vợ đẹp, con ngoan, lại có hộ khẩu ở thủ đô, tôi chả hiểu ông chán đời cái gì. Ông im đi. Ông thì biết cái gì? Ông không hiểu tôi, bạn bè cũng không ai hiểu tôi, tất cả mọi người không ai hiểu tôi hết.
con chào bố. Ông ơi, bố cháu mua cho cháu đồ ăn sáng này ông ơi. Cháu ăn đi nhá. Vâng ạ. Con chào mẹ, mẹ đi chợ. Bà ơi, bố cháu mua cho cháu. Biết rồi. Thôi vào đây bố xúc cháo cho mà ăn. Vâng ạ. Bố đi công tác hay sao? Mà bây giờ mới thấy bố về với con. Bố vừa chuyển công tác xa nên bố phải ở lại công trường. Cuối tuần bố mới về chơi với con được. Làm người lớn chán thật, lúc nào cũng bận. Khi nào lớn con sẽ hiểu. Nếu càng lớn, thời gian càng không có, thì con muốn mãi là trẻ con thôi bố ạ. Sao con lại nghĩ như thế? Con thấy mọi người trong nhà ai cũng bận rộn, không có thời gian nói chuyện với nhau, cũng không có thời gian nói chuyện với con. Con không muốn sau này con cũng sẽ phải như vậy. Thôi, ông cụ non ạ, ăn đi rồi bố cho đi chơi nhé. Mẹ có đi không bố? Không con ạ, để ông khác rủ mẹ đi. Hôm nay chỉ có bố con mình thôi. Thế ạ? Thôi, ăn đi rồi bố dẫn đi chơi. Vâng ạ. Phương này. Dạ. Chị hỏi thật nhá, chuyện hai vợ chồng em thế nào rồi? Sao hôm nay chú Danh không về ăn cơm? Anh ấy ra ngoài ở rồi ạ. Căng thẳng thế cơ á? Không mua được nhà, tự nhiên anh ấy lại đổ đốn đi rượu chè, bị công ty kỷ luật, phải ra ngoại thành để làm việc. Rồi anh ấy thuê nhà luôn ở ngoài ấy, một tuần về thăm con có vài lần thôi. Thế thì cũng chán nhỉ.